Tất cả các bạn, rất vui được quay trở lại với các bạn trong chương trình MediTalk with Professor Yi trong trường Y khoa cùng với giáo sư. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là một bệnh lý rất phổ biến trong chuyên ngành huyết học, đó là lymphoma hay còn gọi là u lympho, và chúng ta sẽ cùng đến với giáo sư Yi. Xin chào các bạn. Hello everybody. Today I would like to talk about lymphoma. But before that, I'm saying that this video clip is not for medical professionals, but just for user people to make them understand more easily about cancer or other medicine field. Giáo sư đã cho nhấn mạnh với chúng ta rằng video này chỉ là một video để phổ biến kiến thức thường thôi cho tất cả mọi người, chứ không dành cho chuyên gia. Vì vậy các kiến thức ở đây được nói rất là vắn tắt và rất là đơn giản. Đầu tiên xin được hỏi giáo sư là lymphoma là gì? Lymphoma is one type of cancer, especially from blood. In the blood there are several kinds of cells, but lymphoma is arising from lymphocyte, which are very rich in the lymph node, so we can call the lymphoma as a blood cancer from lymphocyte or from lymph node. Thì giáo sư đã cho chúng ta biết lymphoma là một, thứ nhất nó là một bệnh lý ung thư có rất nhiều các cái loại ung thư khác nhau, xuất phát từ nhiều cái hệ cơ quan khác nhau, và lymphoma tức là u lympho là một cái ung thư của cái hệ tổng máu, và cụ thể thì nó xuất phát từ cái tế bào lympho trong cái quá trình phát triển của cái hệ tổng máu. Câu hỏi tiếp theo đó là giáo sư có thể cho biết về cái mức độ phổ biến của cái bệnh lý lymphoma này không ạ, trong cái các bệnh lý của cái hệ tổng máu? Among the blood cancer, we usually can think that leukemia is the most common cancer among hematologic malignants, but actually the lymphoma is the most common cancer among hematologic malignancies. Như vậy chúng ta biết rằng mặc dù trong cái các bệnh lý ung thư của hệ tổng máu thì thông thường chúng ta hay nghe đến là cái ung thư máu cấp tính hay còn gọi là cái leukemia. Và thường thì chúng ta nghĩ rằng nó là cái bệnh lý phổ biến nhất. Tuy nhiên giáo sư đã cho chúng ta một cách nhìn rất là khác, rằng thật ra cái u lympho này cũng có thể thấy ở trên màn hình, chúng ta có thể thấy rằng cái lymphoma mới là cái bệnh lý chiếm cái tỷ lệ lớn nhất ở trong các cái bệnh lý ung thư của cái hệ tổng máu. Vậy xin hỏi giáo sư là lymphoma này là một bệnh hay là một nhóm bệnh gồm nhiều bệnh khác nhau? Usually we can classify lymphoma as non-Hodgkin's lymphoma and Hodgkin's lymphoma. But Hodgkin's lymphoma is just a small part of whole lymphoma. So there are a lot of kinds of lymphoma among non-Hodgkin's lymphoma. Thì lymphoma thông thường nó sẽ được chia làm hai cái loại chính, đó là Hodgkin lymphoma và loại thứ hai là loại không Hodgkin lymphoma hay là u lympho không Hodgkin. Thì thật ra Hodgkin lymphoma chỉ là một cái thể nhỏ ở trong lymphoma mà thôi, còn lại cái thể mà lymphoma không Hodgkin nó có đến tận 40 loại khác nhau, có đến hơn 40 loại khác nhau ở trong cái Hodgkin lymphoma không Hodgkin, rất là đa dạng đúng không các bạn? Vậy xin hỏi giáo sư đó là ngoài cách phân loại dựa vào Hodgkin và non-Hodgkin thì nó còn có những cách phân loại nào khác ở cái bệnh lý lymphoma này không ạ? Also we can divide the lymphoma as slow growing lymphoma, means that indolent lymphoma, and very rapidly growing lymphoma, otherwise aggressive lymphoma. So when you meet the doctor, you can ask that, how about my lymphoma? Is it very fast growing or slow growing? Như vậy thì lymphoma mặc dù chỉ là một cái từ thống nhất giống nhau thôi, tuy nhiên khi mà đi sâu cụ thể vào từng loại lymphoma khác nhau thì nó rất là khác biệt. Xét về mặt diễn tiến thì có những cái loại lymphoma nó rất là tiến triển, chúng ta gọi nó là
aggressive, có loại nó còn tiến triển hơn mình gọi là highly aggressive. Nhưng mà có những cái loại lymphoma thì nó diễn biến chậm hơn rất là nhiều á, thì mình có thể gọi nó là cái lymphoma diễn tiến chậm hay là cái indolent lymphoma. Ngoài ra thì bên cạnh phân loại theo chuyển tuyến đó thì ở trên màn hình chúng ta cũng có thể thấy là lymphoma nó cũng phân theo cái đặc tính của từng loại tế bào khác nhau, tế bào B, tế bào T và nhiều loại khác nhau ở trong đó nữa, là rất là phức tạp. Thưa giáo sư thì thông thường ung thư thì người ta sẽ chia thành các cái giai đoạn khác nhau. Vậy thì ở trong cái bệnh lý này thì chúng ta sẽ phân loại cái giai đoạn của bệnh nhân như thế nào ạ? In terms of stage, lymphoma has four stages, stage 1, 2, 3, 4. So the we can divide the stage according to the location. For example, if the lymphoma is located just on the one side of the diaphragm, upper or lower, we can say that this is stage 1 or 2. But if lymphoma is located on the both sides of the diaphragm, upper and lower, we can say that this is stage 4 or stage 3. If the lymphoma spread into the bone marrow or other extranodal organs, also we can say that this is stage 4. Như vậy thì trong lymphoma người ta sẽ phân làm 4 cái giai đoạn, từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4. Và cái phân loại chuẩn mực của cái bệnh lý này nó dựa trên một cái vị trí chúng ta gọi là cái cơ bản. Thì nếu mà tế bào ung thư hay là các khối u nó mới chỉ dừng lại ở một phía một bên của cái cơ hoành thôi thì chúng ta gọi nó là xếp nó vào trong giai đoạn 1 hoặc là 2. Nhưng mà khi nó tiến triển qua hai phía của cơ hoành rồi thì chúng ta sẽ xếp nó vào giai đoạn 3. Và nặng hơn nữa khi mà nó tiến triển thành các khối u có kích thước lớn, gọi là u bên khi nó có từ 2 khối trở lên, hoặc là nó xâm lấn vào các cái cơ quan khác như là tủy xương, như là gan v.v. thì lúc đó chúng ta xếp bệnh nhân vào cái nhóm thuộc cái giai đoạn 4. Vậy thì thưa giáo sư, là dựa vào những cái triệu chứng nào để cho một người có thể nghi ngờ về cái bệnh lý này, cũng như bác sĩ có thể nghi ngờ phát hiện cái bệnh lý này? When the patient has lymphoma, firstly the patient can feel the mass in the lymph node area, for example neck, axillary or inguinal area. The lymph node is a little bit soft than other type of solid cancer, and also the patient can have fever, weight loss or night sweating. Sometimes the liver and spleen can be enlarged, and in the blood test, white blood cell count or red blood cell count or platelet count can be abnormal, and also LDH level can be very high. Như vậy giáo sư đã cho chúng ta một cái nhìn rất là tổng quan về phát hiện bệnh lý này, rất là thú vị. Thì thông thường nhất á, là chúng ta sẽ thấy có cái sự xuất hiện của các cái khối, thường là chúng ta gọi nó là các cái hạt. Tính chất của nó thường là nó mềm thôi chứ nó không quá cứng, và các hạt này nó có thể xuất hiện ở cổ, ở nách hoặc là ở bẹn. Và bên cạnh đó thì nó có một cái nhóm triệu chứng rất là quan trọng gọi là cái triệu chứng B. Triệu chứng B này nó bao gồm là bệnh nhân sẽ có dấu hiệu sốt, đặc biệt là sốt nhẹ về chiều, sụt cân và ra mồ hôi về đêm rất là nhiều. Ngoài ra bệnh nhân còn có thể phát hiện trong bối cảnh là gan người lắc nó lớn lên. Một số trường hợp thì nó xuất hiện các cái khối ở trong lồng ngực, khu vực trung thất, khi nó lớn quá thì nó có thể chèn ép và bệnh nhân có thể cảm thấy khó thở, cũng như nó cản trở máu trở về và bệnh nhân có thể phừng mặt, đỏ phừng mặt. Trên phương diện của xét nghiệm, có thể các xét nghiệm thường quy chúng ta cũng có thể nhận diện được cái sự xuất hiện của lymphoma thông qua sự các cái biến đổi bất thường ở trong công thức máu, hoặc là cái sự tăng của cái giá trị LDH, là cái chỉ số LDH, một cái xét nghiệm rất là thường quy. To make an accurate diagnosis, the biopsy is most important, and we can get the sample from lymph node, but we have to try to get enough amount of the tissue.
Because to make a pathologic diagnosis sometimes very difficult, so we have to do many other kinds of special studies. So sometimes we can ask second opinion from other doctors or other institute. And so PET CT or CT scan a very good test to evaluate the stage, and also bone marrow biopsy can be done to check whether the lymphoma involves in bone marrow or not. À, như vậy chúng ta biết rằng là tương tự như trong các cái bệnh lý ung thư khác thì cái sinh thiết nó đóng một cái vai trò quyết định trong cái chẩn đoán bệnh. À, thì lymphoma cũng vậy, chúng ta cần phải làm sinh thiết, và quan trọng nhất trong cái việc sinh thiết đó là chúng ta phải lấy cái mẫu nó đủ về mặt số lượng và đúng cái vị trí thì chúng ta mới có thể bắt được cái tế bào ác tính, và các cái nhà giải phẫu bệnh người ta sẽ đọc nó ở trên cái kính hiển vi, người ta sẽ biết được cái sự hiện diện của các cái tế bào ác tính và chẩn đoán được bệnh lý này. Tuy nhiên thực tế ra thì trong cái quá trình mà đọc cái kết quả của sinh thiết, nó đôi khi gặp những tình huống nó rất là khó khăn, và thậm chí các nhà giải phẫu bệnh cũng rất là khó để đưa ra một cái kết luận sau cùng. Và chính vì vậy mà chúng ta cần, đôi lúc chúng ta phải cần có một cái ý kiến hội chẩn của một bên tiếp theo, có thể là ở một cái bác sĩ khác hoặc là một cái viện khác, thậm chí là ở một cái quốc gia khác. Thì có thể các bạn có thể thấy một cái dịch vụ về ý kiến thứ hai về giải phẫu bệnh, thì đây là một cái minh họa về cách thức để có thêm một ý kiến hội chẩn tiếp theo về giải phẫu bệnh. Đây là cách thức làm việc giữa Vinmec phối hợp với phía giải phẫu bệnh của Hàn Quốc để xin ý kiến thứ hai về mặt giải phẫu bệnh, để cho ra một cái đảm bảo một cái kết quả chẩn đoán rất là chính xác trong cái ung thư. Ngoài ra thì các cái xét nghiệm như CT và đặc biệt là PET CT scan đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái chẩn đoán bệnh lý này. Đặc biệt là chúng ta sẽ phân được cái giai đoạn chính xác cho bệnh nhân để có thể đánh giá được cái tiến trình điều trị của bệnh nhân. Rất cảm ơn giáo sư về một cái buổi trò chuyện tuy ngắn nhưng mà rất nhiều thông tin hữu ích, và hẹn gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện bên thông tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.